Hello, xin chào, chào mừng 500 anh chị em đã quay trở lại với kênh Thế Giới Diệu Kỳ. Nhắc đến cái bộ phim Hàm Cá Mập thì chúng ta không thể quên được hình ảnh đáng sợ của những con cá mập trắng với hàm răng sắc nhọn, sẵn sàng tấn công và kết liễu sinh mạng con người chỉ trong nháy mắt. Dù là ở trên phim thôi nhưng mà cá mập luôn là một nỗi sợ hãi thường trực mỗi khi chúng ta chơi đùa dưới biển. Thế nhưng có một điều kỳ lạ như thế này, hung thần của đại dương lại vô cùng ngại đối đầu với một thanh niên biển cả rất là thân thiện và gần gũi với con người, đó chính là cá heo. Có ai tò mò lý do tại sao giống mình không? Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm kiếm câu trả lời qua video ngay sau đây nhé! Đã từ lâu, cá mập thường hay tránh đụng độ với cá heo. Chúng bơi đi ngay khi nhìn thấy, đặc biệt là cá heo Grampus. Trong dạ dày của một số con cá mập thì người ta đã tìm thấy các bộ phận của cá heo. Thế nhưng tại sao hung thần đại dương lại sợ những chú cá heo dễ thương và tinh nghịch đến như vậy? Có rất nhiều thắc mắc rằng cá mập mà phải hoảng sợ vì một con cá heo thì đúng là sai quá sai. Nhưng trong thực tế, điều này là đúng đấy và nỗi sợ hãi của kẻ săn mồi dưới nước là hoàn toàn hợp lý. Vì sao? Hãy ngồi xuống đây để tôi kể cho các ông nghe. Cá heo là một loài động vật có vú, sống theo bầy đàn và khá thông minh. Tuy nhiên thì chúng không hề vô hại như mọi người vẫn nghĩ. Cá heo biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Khi nhìn thấy một con cá mập hung dữ thì cả đàn cá heo sẽ ngay lập tức tấn công nó, không cho cá mập bất kỳ một cơ hội sống sót nào. Đây cũng chính là lý do mà cá mập thường hay tránh chạm mặt với đàn cá heo. Cá heo có lợi thế hơn cá mập nhờ cấu tạo cơ thể. Vây trên của chúng rất là linh hoạt, cùng với sự kết hợp của làn da mềm mại và cấu trúc xương cũng linh hoạt không kém, giúp chúng di chuyển hiệu quả hơn trong trận chiến. Chiếc vây đuôi thẳng của cá mập hạn chế khả năng di chuyển lên xuống, trong khi đó cá heo có vây đuôi ngang giúp chúng đổi hướng nhanh chóng. Đầu của cá heo có lớp da rất dày và khỏe, chúng dùng nó như là một thứ vũ khí để húc vào đối thủ. Khi tấn công thì cá heo sẽ bơi bên dưới cá mập vài mét, sau đó tăng tốc bơi thẳng lên dùng mõm húc vào dạ dày của cá mập. Điều này dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng. Khi buộc phải tự vệ thì những chú cá heo của chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau bằng cách dùng cái mõm cứng như sắt tấn công vào mang của cá mập, nơi có thể dễ dàng gây tổn thương đủ để giết chết đối thủ ngay tức khắc. Do đó chúng sẽ vây quanh cá mập và đánh vào mang trước khi tấn công vào dạ dày, hoặc là chúng sẽ dọa con cá mập. Dù giận tím người nhưng có đến 90% các bé mập vẫn không làm gì được, đành phải bơi đi chỗ khác. Cá mập là một loài săn mồi đơn độc, trong khi đó cá heo thường hay bơi theo bầy. Mỗi khi một thành viên trong nhóm gặp nguy hiểm thì những con còn lại sẽ đến giúp, thậm chí là có những trường hợp cá heo cứu con người khỏi cá mập. Chỉ cần có 2 hoặc là 3 con cá heo thôi là cá mập sẽ tránh xa ngay thay vì chạm mặt rồi lại phải ôm cục tức về nhà. Cái bọn cá mập này thì nó rất là thích tấn công các mục tiêu nhỏ hơn chúng, chẳng hạn như là một con cá heo con. Khi mà chúng quyết định tấn công một con cá heo con thì cá mập thường không thể thoát khỏi cuộc tấn công của bầy cá heo đang giận dữ. Lợi thế lớn nhất của loài cá heo đó là trí thông minh. Bằng cách sử dụng sóng âm thì chúng có thể bơi nhanh trong nước để tránh hoặc là tấn công cá mập. Cách duy nhất để cá mập có thể giết chết cá heo đó là khi chúng rơi vào điểm mù của cá heo. Bơi ngược dòng lịch sử thì chúng ta đã vô cùng quen thuộc với những cái tên kinh khủng khiếp hoảng hốt của các loài cá mập cổ đại, điển hình như là Megalodon hay là Cretosuhina. Như anh em, Megalodon là một trong những động vật ăn thịt dữ tợn, hung hãn và ghê gớm nhất trong lịch sử trái đất. Một con cá mập Megalodon trưởng thành thường dài từ 18m và nặng trung bình là từ 50 cho đến 60 tấn. Tuy nhiên, Megalodon sở hữu hàng trăm chiếc răng khỏe và sắc nhọn. Răng của chúng có hình tam giác, mỗi chiếc dài 180mm. Chúng dùng những chiếc răng này để cắn, rỉa, xé và nhai con mồi. Megalodon là sinh vật có cú cắn mạnh nhất thế giới với độ cắn là 8 tấn, uy lực hơn rất là nhiều so với khủng long bạo chúa T-Rex và cá sấu. Nhiều tính toán cho rằng cú cắn của Megalodon đủ làm nát bét một chiếc xe hơi. Ngoài ra thì chúng cũng là một loài sinh vật có miệng hàm to bậc nhất thế giới. Hàm của Megalodon đủ nuốt trọn 6 người trưởng thành. Vì qua sự khảo sát hóa thạch thì cái đuôi phía sau và cánh bơi của Megalodon chuyển động rất là linh hoạt và nhanh nhẹn, tạo điều kiện cho chúng có thể săn con mồi liên tục trong thời gian dài. Mà còn cái con Cretosuhina cũng không phải là dạng vừa đâu. Loài cá mập tiền sử Cretosuhina này được cho là có vẻ ngoài tương tự như là loài cá mập Mako hiện đại, với cơ thể thuôn dài có thể giảm lực cản trong nước. Cá mập Cretosuhina sở hữu một cái đầu khổng lồ với đôi mắt to đen láy, đằng sau miệng là một dãy mang xếp dọc, vây lưng hình tam giác và vây ngực dài ở hai bên thân. Ngoài ra thì chúng còn sở hữu một cái đuôi lớn hình lưỡi liềm.
Điều đáng sợ nhất của cá mập Cretocyhina là cái miệng khổng lồ đầy răng của nó. Bên trong khoang miệng của chúng là 7 hàng răng sắc nhọn ở mỗi hàm. Mỗi hàng răng bao gồm từ 34 cho đến 36 cái răng, với tổng số hơn 500 chiếc răng cùng nhau tồn tại trong khoang miệng. Hàm răng của Cretocyhina dài nhọn, có cạnh sắc nhưng không có cấu trúc răng cưa. Răng của chúng có độ dài trung bình hơn 6 cm, tương đương với chiều dài ngón tay út của chúng ta. Với hàm răng đáng sợ như vậy thì loài cá mập này hoàn toàn thích hợp để săn những con mồi lớn như là các loài bò sát biển. Và cũng chính bởi cái hàm răng đáng sợ đó mà loài cá mập này còn có một cái tên không chính thức, đó là cá mập Ginsu. Ginsu là một thương hiệu dao ở Hoa Kỳ và luôn được quảng cáo rằng có thể cắt gọt được gần như mọi thứ. Chào tạm biệt các bé cá mập, thì có một điều mà tôi nghĩ rằng các ông sẽ rất là bất ngờ khi mà nghe đến, đó là từng có một chủng cá heo đã gieo rắc kinh hoàng cho đại dương, đến cá mập trắng cũng phải khiếp sợ. Chẳng biết từ khi nào mà cá heo thường gắn với tính cách hiền hòa, dễ mến, gần gũi với con người. Nhưng mà thực ra thì chúng cũng chẳng hiền lắm đâu. Cá heo cũng săn mồi, có những con gây nhiều phiền toái cho ngư dân, thậm chí là còn tấn công con người nữa. Và thậm chí từng có một chủng cá heo khổng lồ vươn mình trở thành một thế lực lớn giữa lòng đại dương, đủ khả năng săn mồi kích cỡ lớn ở tốc độ cao. Đây là phát hiện của các chuyên gia hải dương tại Mỹ. Dù bây giờ cái chủng loại này nó cũng không còn tồn tại nữa rồi, nhưng mà vẫn là một phát hiện hết sức là quan trọng đối với hiểu biết của chúng ta về quá trình tiến hóa. Nó cho phép khoa học hiểu hơn về hai nhánh tiến hóa của cá voi hiện đại, bao gồm chủng cá voi có răng như là cá heo và có voi sừng như là cá voi lưng gù. Cụ thể là các nhà khoa học đã xác định được một bộ xương hóa thạch của một chủng cá heo dài 4,8 mét tại bang Nam Carolina, hoành hành trên các đại dương vào thời điểm ước tính là 25 triệu năm trước, thuộc kỳ Oligocene. Vâng, và chúng có tên là Ankylohiza, thưa quý vị. Ankylohiza được xem là một loài săn mồi định vị bằng sóng âm cấp cao đầu tiên. Chúng có kích cỡ rất là lớn, sở hữu một bộ răng dài, cứng và nhọn hoắt. Theo đánh giá thì chúng có thể đi săn ở tốc độ cao, tương tự như là cá voi sát thủ ngày nay. Được biết là bộ xương đã được tìm thấy từ thập niên 1990, nhưng ban đầu đã bị định dạng sai và phải đến lúc này mới giải đáp được các bí ẩn đằng sau đó. Các phát hiện lớn nhất liên quan đến sọ và đuôi, phần xương vây và hình dạng của răng. Nó cho thấy hai chủng cá voi hiện đại đã hấp thu rất là nhiều đặc tính của tổ tiên, nhưng lại rẽ sang hai nhánh song song để tạo ra các chủng khác biệt. Ước tính thời kỳ hoàng kim của loài cá heo này đã chấm dứt từ 23 triệu năm trước và đã rơi vào cảnh tuyệt chủng. Kể từ đó, những loài cá voi và cá heo khác đã chiếm lấy vị trí của chúng, nhưng mà chỉ duy nhất một loài lên được đỉnh chuỗi thức ăn, đó là cá voi sát thủ mà thôi. Điểm thú vị ở đây là cái việc mà loài săn mồi kinh hoàng như là cá voi sát thủ, hóa ra nó lại có mối liên hệ với cá heo hiền lành. Dẫu vậy, theo nhà cổ sinh vật học từ Đại học Charleston, ông Robert, thì Ankylohiza có tập tính săn mồi khá là giống với cá voi sát thủ ngày nay. Cần biết rằng, hiện tại thì nếu mà không tính con người, thì cá voi sát thủ là kẻ thù đáng sợ nhất với cá mập trắng khổng lồ. Ankylohiza không sống cùng thời, nhưng mà dựa trên các đặc điểm này thì có thể thấy chúng đủ khả năng gieo rắc kinh hoàng cho lũ cá mập nếu phải chạm mặt. Tất cả những nghiên cứu về loài cá heo đáng sợ này đều đã được công bố trên tạp chí Current Biology. Tôi tìm hiểu rồi, nếu mà không tin thì các ông có thể hỏi bác Google nhé. Cá voi và cá heo có lịch sử tiến hóa khá dài và phức tạp, nhưng mà nhìn vào các loài hiện đại thì sẽ không cho bạn cái cảm giác đó. Các mẫu hóa thạch như là Ankylohiza sẽ giúp chúng ta nhận định được chuyện gì đã xảy ra với chúng từ hàng triệu năm trước kia. Khoa học vốn nghĩ rằng cá voi đã tiếp nhận khả năng sử dụng đuôi giống bánh lái tàu từ khoảng 35 triệu năm trước. Tuy nhiên thì với mẫu hóa thạch của Ankylohiza cùng với nhiều nghiên cứu phía trước thì các nhà khoa học cho rằng sẽ còn nhiều thứ cần phải đánh giá lại. Một bên thân thiện còn một bên thì bạo tàn, hai thái cực này chưa bao giờ cùng chung một lý tưởng. Các bạn có cảm nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết bằng cách để lại comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!